Tin nóng nhất hôm nay là Donald Trump, tổng thống, đe dọa sẽ tiếp tục đánh thuế lên hàng hóa xuất cảng của Tàu Cộng để trị tội cho Tàu Cộng đã lây lan dịch Vũ Hán. Donald Trump vừa lên tiếng là sẽ tiếp tục đánh thuế lên hàng hóa của Trung Cộng, bất chấp vừa mới ký kết hiệp định thương mại, vì Trung Cộng đã cố tình lây lan dịch Vũ Hán, vũ khí sinh học, Corona, làm Mỹ thiệt hại nặng nề về nhân mạng và nền kinh tế bậc nhất thế giới. Ý đồ của Donald Trump là tiếp tục dùng thuế quan để ép Trung Cộng phải bồi thường thiệt hại cho Mỹ và tiếp tục ký thêm hiệp định thương mại số 2 do Mỹ soạn thảo. Bởi vì còn dịch Vũ Hán cho nên cái cớ để mà Donald Trump tung đòn cho phe Dân Chủ khỏi can thiệp vô được mà thôi. Lần trước thì Donald Trump cũng viện cớ là thâm hụt thương mại 600 tỷ đô la mỗi năm đối với Trung Cộng để đánh thuế liên tục 3 lần ép Trung Cộng phải ký hiệp định số 1. Rồi lần này thì Donald Trump viện cớ khác là Trung Cộng lây lan virus Vũ Hán để tiếp tục đánh thuế thêm nhiều lần nữa nhằm ép, những này là kêu bằng là tiếp tục ép, những này là Trung Cộng mạnh hơn nữa. Tình hành lang ở trong Bạch Cung báo cho Lisa là Tổng thống Donald Trump đang muốn ép Trung Cộng phải dâng hết 1.200 tỷ đô la tiền trái phiếu cho Mỹ và bồi thường thêm 1.000 tỷ đô la nữa cho Mỹ, coi như là bồi thường thiệt hại do dịch Vũ Hán và ký thêm hiệp định thương mại số 2 trị giá 100 tỷ đô la nữa thì Trump mới để yên. Còn không thì Donald Trump sẽ đánh thuế thêm mấy đợt nữa để cho Trung Cộng hết đường buôn bán. Vấn đề là kêu bằng là tiêu tùng cái nền kinh tế, nghĩa là Mỹ khỏi cần trả cái món nợ trái phiếu 1.200 tỷ đô la cho Trung Cộng, mà Trung Cộng còn phải bồi thường thêm 1.000 tỷ đô la nữa cho Mỹ, là Mỹ có 2.200 tỷ đô la và thêm cái hiệp định số 2, có thể là Donald Trump sẽ bài ra thêm đợt 3, tức là bài ra thêm 3 đợt nữa để mà đánh thuế. Mỗi đợt có thể đến 50% thuế để gây áp lực lớn gấp đôi lên đầu của Trung Cộng. Thì Trung Cộng mới chịu không nổi mà phải đầu hàng. Nguyên nhân là Donald Trump thừa biết là Trung Cộng rất là cứng đầu, sẽ không đơn giản mà chịu bồi thường kiện cáo và đàm phán là vô ích. Cho nên Trump mới dùng cái đòn thuế quan để ép chết, nhưng đây là kêu bằng là Trung Cộng, để Trung Cộng bồi thường thiệt hại và giảm bớt món nợ khổng lồ từ trái phiếu mà Trung Cộng đang nắm giữ. Đó là dự tính của Donald Trump và sẽ chuẩn bị áp dụng vào tháng 5, bởi vì hồ sơ tăng thuế đã có, chỉ còn chờ lệnh của Tổng thống ký vào là đánh thuế 50% để bắt đầu gây thêm áp lực lên Trung Cộng. Về phía Trung Cộng thì đã có vấn đề là hiệp định số 1 và ngưng mua hàng Mỹ để áp lực ngược lại với Tổng thống Trump. Thằng Trung Cộng đang dự tính là đe dọa xé bỏ hiệp định thương mại số 1 và ngưng mua nông sản, ngưng mua hàng hóa của Mỹ nếu Trump dám tiếp tục đánh thuế. Bởi vì nếu không phản ứng thì Tổng thống Donald Trump sẽ đánh thuế 50% là Trung Cộng hết con đường buôn bán, sụp đổ chế độ cũng như là kinh tế ngay lập tức. Còn nếu bồi thường 1.200 tỷ đô la tiền trái phiếu và bồi thường thêm 1.000 tỷ đô la tiền mặt thì Tàu Cộng sẽ hết còn tiền để dự trữ, cũng sụp đổ kinh tế. Cho nên Trung Cộng bắt buộc phải đánh lại Tổng thống Donald Trump tới cùng, liều cái mạng cùi cũng phải đánh, cũng phải chống lại Tổng thống Donald Trump. Lúc này thì chiến tranh thương mại lần 2 giữa Mỹ và Tàu Cộng đã bắt đầu nhen nhúm. Hai bên đang bắt đầu tung đoàn thăm dò trước khi bước vào trận đấu chính thức. Còn bên nào thắng, bên nào thua thì hiện tại Lisa vẫn chưa biết được kết quả. Lisa phải vấn đề là ngồi để mà nhìn xem hai bên tung đoàn để mà đánh thiệt, vấn đề là kêu bằng là đánh nhau, vấn đề là thì Lisa mới biết được cái sức mạnh như thế nào và mới biết được là bài vở và những cái nước cờ của hai bên họ tính ra làm sao. Hello, Nếu Sinh Léo. Ngay sau khi tuyên bố sẽ đánh thuế Trung Cộng trở lại, thì Mỹ đưa chiến hạm vô Hoàng Sa. Hạm đội 7 của Mỹ vừa đưa một chiến hạm USS Grant vô Hoàng Sa để tiếp tục tranh giành quyền kiểm soát ở Biển Đông với Tàu Cộng.
chiến hạm Mỹ sẽ chở theo 50 trái quả tiễn Tomahawk và quả tiễn chống hạm, rồi chạy thẳng vô Hoàng Sa, đi vòng vòng hết mấy đạo nhân tạo của Trung Cộng mà hải quân đội của Trung Cộng sẽ không dám làm gì. Toàn bộ đều trốn hết ở trên đảo, không dám ló mặt ra. Nguyên nhân là Trung Cộng hay khoe khoang quân đội mà lại sợ Mỹ, cho nên chiến hạm của Mỹ đã đi vô ngày hôm nay và hải quân của đội quân Tàu Cộng đã chạy trốn hết, không dám ra để ngăn chặn chiến hạm của Mỹ. Cho chúng ta thấy là thằng Tàu Cộng chỉ giỏi láo khoét, chứ gặp Mỹ là sợ hãi, không dám lại gần mà toàn là chạy trốn. Đây thật sự là cú đòn dằn mặt gây áp lực của Mỹ để vừa giành lại quyền kiểm soát Biển Đông, vừa thêm áp lực đối với Tàu Cộng trước khi chiến tranh thương mại bắt đầu. Cho nên Donald Trump sẽ đưa chiến hạm vô để gây áp lực quân sự lên đầu của Trung Cộng ở Biển Đông, rồi tung đòn thuế quan để gây thêm áp lực lên đầu của Trung Cộng ở trên bàn đàm phán, để ép Trung Cộng phải đầu hàng, phải chi ra 2.200 tỷ đô la bồi thường và phải ký kết hiệp định số 2 trị giá 100 tỷ đô la. Tổng thống Donald Trump thừa biết là Tàu Cộng rất là những đề lì đòn, cứng đầu, cho nên mới dùng nhiều chiêu để mà tăng áp lực, đánh cho Trung Cộng tan sát. Tình hình Biển Đông bắt đầu sôi sục trở lại với sự xuất hiện của hải quân Mỹ để bắt đầu tăng thêm áp lực đối với vấn đề là kêu bằng là Trung Cộng. Chỉ một ngày sau khi chiến hạm USS Barbarossa vô Hoàng Sa thì Mỹ đưa chiến hạm vô Trường Sa cũng ngay ngày hôm sau. Lần này thì Mỹ đưa chiến hạm USS Bucky Hill vô Trường Sa để tiếp tục tăng áp lực lên đầu của Trung Cộng và tranh giành quyền kiểm soát Biển Đông với đối với thằng Trung Cộng. Chiến hạm Bucky Hill đã chở theo 40 trái quả tiễn Tomahawk và thêm 20 trái quả tiễn chống hạm Hasborn đã chạy vòng vòng ở khắp khu vực Trường Sa từ đảo Chữ Thập cho tới bãi Tư Chính, và còn uy hiếp cả hạm đội Hải Dương 8 đang thăm dò. Chiến hạm của Mỹ rõ ràng cố tình chạy áp sát tàu Hải Dương 8 và nhiều lần ép tàu Hải Dương 8 phải đổi hướng, và hải quân của vấn đề là Trung Cộng không dám làm gì Mỹ. Cả 4 tàu hải cảnh hộ vệ Hải Dương 8 đều chỉ đứng nhìn, chứ không có tàu nào dám lại gần để mà gây sự đối với chiến hạm của Mỹ. Sau một hồi rượt đuổi, tàu Hải Dương 8 đã bắt đầu là đi vòng vòng các đảo nhân tạo của vấn đề là Trung Cộng ở Trường Sa, thì chiến hạm của Mỹ mới rút lui. Trước khi rút lui thì chiến hạm của Mỹ còn cố tình quay lại để mà tháp pháo về phía tàu Hải Dương 8, làm cho Trung Cộng sợ hết hồn, phải chạy cụp đuôi, nhưng mà là về hướng khác. Lần này thì Trung Cộng lại tiếp tục thua Mỹ. 4 tàu hải cảnh của Trung Cộng, còn thêm 2 tàu hải cảnh ở đảo Chữ Thập mà không dám đụng tới tàu chiến của Mỹ, để cho Mỹ rượt đuổi tàu Hải Dương 8 suốt cả buổi trời. Chứng tỏ là hải quân đội quân của Trung Cộng chỉ giỏi ba sạo láo khoét, chứ thật sự là rất sợ Mỹ, không dám đụng tới Mỹ, mà thấy Mỹ ở đâu là chạy ra xa để mà trốn tránh. Tình hình Biển Đông đang sôi sục hơn bao giờ hết, bởi vì Mỹ đã trở lại và còn lấn sâu xuống Trường Sa và uy hiếp cả vấn đề là kêu bằng là hạm đội của vấn đề là kêu bằng là Trung Cộng. Cả hạm đội Hải Dương 8 đang thăm dò. Thằng Trung Cộng đang dần dần thất thế ở Biển Đông, bởi vì Mỹ bắt đầu can thiệp sâu hơn nữa vào Trường Sa và bắt đầu uy hiếp các tàu của Tàu Cộng, mà hải quân của Tàu Cộng không dám làm gì Mỹ. Đây là chiếc tàu mà của Mỹ ngày hôm nay đã đi vào Biển Đông. Sau khi hai chiến hạm của Mỹ chạy vô Hoàng Sa và Trường Sa, thì hàng không mẫu hạm Thị Lan đã rút khỏi Biển Đông ngày hôm nay và đang trên đường về lại cảng Đại Liên. Báo của Trung Cộng đã loan tin là mẫu hạm Thị Lan đã vòng về eo biển Đài Loan để chuẩn bị trở về cảng Đại Liên. Như vậy thì chiếc mẫu hạm của Trung Cộng đã rút khỏi Biển Đông, là cả hạm đội tàu chiến hộ vệ cũng rút theo, không còn chiếc nào ở Biển Đông nữa. Cho nên Trung Cộng lại tiếp tục để thua Mỹ thêm một lần nữa, không còn đủ sức để mà hăm dọa Mỹ ở Biển Đông. Bởi vì mẫu hạm đã rút thì còn lại mấy tàu hải cảnh thì Mỹ không có phải là đối thủ của Mỹ. Mỹ sẽ không bao giờ, không có gì mà phải sợ Trung Cộng, mà sẽ tiếp tục để mà lấn tới. Có hai nguyên nhân mà Trung Cộng phải rút mẫu hạm về. Thứ nhất là lại tiếp tục xảy ra trục trặc
cho nên phải rút về để sửa chữa, còn không là chết máy ở giữa biển. Tin hành lang trong Bạch Cung báo cho Lisa, mẫu hạm của Trung Cộng đã bị hư động cơ và nứt vỏ tàu, cho nên Trung Cộng phải chạy về để vá lại, sửa lại. Đây là cái tàu ve chai của thằng Liên Xô, tức là Nga đã bỏ lại, và tàu Cộng ngu ngốc mua về, cho nên chất lượng rất là kém. Mỗi lần sử dụng là đều bị hư động cơ, cho nên phải chạy để mà sửa chữa, chạy về để sửa chữa. Xài một ngày mà sửa tới một tháng. Thứ hai là tàu Cộng sợ Mỹ, cho nên rút mẫu hạm về sớm để tránh đụng độ với hai chiến hạm của Mỹ. Bởi vì Mỹ điều động tới hai chiến hạm vô Biển Đông xuống tận Trường Sa, cho nên Trung Cộng rất là sợ xảy ra đụng độ thì Mỹ sẽ bắn chìm chiến hạm. Do đó, Trung Cộng mới rút lui mẫu hạm Thị Lan về cảng cho an toàn, bởi nếu để Mỹ bắn chìm thì sẽ quê mặt với toàn thế giới. Hiện tại thì Biển Đông không còn chiến hạm nào của Trung Cộng trấn giữ, bởi vì mẫu hạm Thị Lan và hộ vệ hạm đã rút về cảng Đại Liên. Chỉ còn mấy chiếc tàu hải cảnh, cho nên rất dễ dàng để cho Mỹ tung hoành ở tại Biển Đông. Sau khi chiến hạm USS Bosky Hill của Mỹ rút khỏi Trường Sa, thì hạm đội Hải Dương 8 tiếp tục thăm dò ở bài Tư Chính. Tín hiệu vệ tinh radar báo cho Lisa là sau khi mà hạm đội Hải Dương 8 vẫn đang tiếp tục thăm dò ở bài Tư Chính, chứ không hề rút lui, tàu Hải Dương 8 bị chiến hạm Mỹ rượt đuổi, nhưng sau đó vẫn lì lợm trụ lại ở bài Tư Chính, chứ không phải vì bị hù dọa mà rút lui. Theo sau bảo vệ, vẫn là ba tàu hải cảnh y như cũ, chứ không có gì thay đổi. Hạm đội Hải Dương 8 vẫn tiếp tục đi vòng vòng bãi Tư Chính, thăm dò bảy mỏ dầu của Việt Nam. Theo kiểu đăng lưới như lần trước, về phía của đảng Cộng sản Côn Quang thì không có một tàu bè, không có một máy bay nào của đảng Cộng sản lũ Côn Quang Việt Cộng dám ra biển để mà nghênh chiến. Cho nên tàu Hải Dương 8 chỉ có giỏi ăn hiếp được đảng Cộng sản Côn Quang sẽ đi thăm dò vô nhà, giống như là không có chủ. Tức là tàu Hải Dương 8 nó chạy vào, vấn đề là kêu bằng là vùng biển của Việt Nam, như là vấn đề là nhà không có chủ. Hải quân đội quần, không quân đội quần của đảng Cộng sản Việt Cộng Côn Quang đã trốn hết ở trong bờ, bởi vì họ quá sợ Trung Cộng, họ kêu Trung Cộng là bằng ông cố nội, bằng cha, cho nên không có một tên nào mà dám ra biển, chỉ có hèn với giặc và ác với dân. Với tình hình này thì Hải Dương 8 sẽ tiếp tục mở rộng khu vực để thăm dò và kéo dài thời gian thăm dò, chứ không chịu rút trở về. Trong lúc tàu Hải Dương 8 thăm dò bãi Tư Chính thì công ty của Trung Cộng đã xây đường lưỡi bò ở Hải Phòng để chửi lên đầu của đảng Cộng sản Việt Cộng Côn Quang. Sự việc là công ty thăm Việt của Trung Cộng ở Hải Phòng đã cố tình xây công viên hình lưỡi bò ngay trong khu công nghiệp để chửi lên đầu của đảng Cộng sản Việt Cộng lũ Côn Quang, sỉ nhục cả một cái đảng, vấn đề là Cộng sản Việt Cộng Côn Quang, mà đảng Cộng sản Việt Cộng Côn Quang không dám đụng tới tàu Cộng, chỉ yêu cầu công ty tàu Cộng phải phá dỡ công trình đường lưỡi bò. Nhưng mà công ty của Trung Cộng đã bắt đầu chánh thức hôm nay, họ không thèm quan tâm tới lệnh của đảng Cộng sản Việt Cộng. Họ cho rằng đây là vấn đề là cái bằng đó là quyền của họ, cho nên thật sự là một điều sỉ nhục lớn cho đảng Cộng sản Việt Cộng, bởi vì công ty của tàu Cộng xây đường lưỡi bò ngay trong lãnh thổ Việt Nam mà đảng Cộng sản Việt Cộng không dám đụng tới, mà phải xuống nước năn nỉ, yêu cầu gỡ bỏ. Ý đồ của Trung Cộng là cố tình xây đường lưỡi bò ngay trong lãnh thổ Việt Nam để có cớ tuyên truyền là chính đảng Cộng sản cũng đồng ý là cái đường lưỡi bò của Trung Cộng là hợp pháp, bởi vì trước đó họ đã in sách giáo khoa là họ công nhận, cho nên bây giờ thì họ muốn làm như vậy, cho nên mới để cho Trung Cộng xây thêm lãnh thổ ở Việt Nam, xây ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trung Cộng rất là tham độc, vừa muốn sỉ nhục đảng Cộng sản Việt Cộng Côn Quang, vừa muốn tuyên truyền chủ quyền lãnh hải để hợp pháp hóa cái lưỡi bò. Hiện tại thì đường lưỡi bò vẫn còn nằm, vì Việt Cộng không dám đụng tới Trung Cộng, còn công ty của tàu Cộng thì không chịu tháo dỡ cái hình lưỡi bò, cho nên tình hình vẫn y như cũ, chứng tỏ là một công ty quen của tàu Cộng mà không hề coi đảng Cộng sản Việt Cộng Côn Quang ra một cái gì cả, cho nên mới cố tình xây đường lưỡi bò ở trong lãnh thổ Việt Nam để mà sỉ nhục đảng Cộng sản Việt Cộng, hèn với giặc, ác với dân. Đó là những thông tin mà Lisa đưa cho quý vị và các bạn. Xin thân ái tất cả quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.